Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 7 âm lịch? Xem tử vi trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp bạn nắm được những thông tin có liên quan đến vận mệnh của tất cả quý bạn trong tháng 7 âm lịch này. Trong đó có cả những khó khăn và có cả những thuận lợi có thể sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới. Và qua phần luận giải tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, trong tháng 7 này thì có thể bạn sẽ có được những kế hoạch để chúng ta phòng tránh những khó khăn và tận dụng thời cơ thuận lợi sao cho hợp lý nhất và đạt được mong đợi tốt nhất trong cuộc sống của mình quý vị nhé. Và sau đây thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ, họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Vận thế của những người tuổi Nhâm Ngọ có những bước phát triển tích cực trong tháng 7 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người đang còn đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết về chuyện tình cảm. Tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp, học tập có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã, không cần thiết với người thân. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những người đang có công việc ổn định. Bạn hoàn thành rất tốt trọng trách mà cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra quý nhân vận vượng, đường lúc vượng còn giúp bạn nhận được sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên thành hay bại cái chính vẫn dựa vào chính bản thân mình. Gia chủ cần mạnh dạn tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến. Những bạn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng, bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với người đang đi học hay có ý định học lên cao cần tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rối rắm tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi dự báo tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh, việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Cần chú ý rằng, trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi, rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy, bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất.
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở độ tuổi lớn, tuổi ăn, cho nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Với những người đã đi làm, không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý vị gia chủ nhâm ngọ, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, người độc thân đặc biệt là nữ mệnh Vượng Đào Hoa có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý, càng chủ động tạo cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù cũng có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc, nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn đang trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm bích thượng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của những người tuổi Nhâm Ngọ 2002 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn, phải không thưa quý vị?
Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà chúng ta hãy vững vàng tiến lên phía trước và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.